Ok. Chào tất cả các bác nha. Chào mừng tất cả các bác quay trở lại kênh của Đặng Tín Audio. Tiếp tục các video. Hôm nay bên Đặng Tín Audio sẽ xả thanh lý cho bác 3 chiếc lọc bãi DBX1231 hàng bãi nha. 3 chiếc lọc bãi nha, hàng em bao zin bao đẹp như này. Và cũng giảm giá các bác 3 chiếc cho bác làm nhanh tay. Thực sự luôn. Và cũng đây là một lời cảm ơn các bác đã ủng hộ trong em trong suốt thời gian vừa qua, thực sự là hơn 2 tuần về đây các bác ủng hộ bên em quá nhiều hàng luôn. Và đây cũng là một chương trình, đây có 3 chiếc lọc DBX1231 hàng bãi nha. Bao nhiêu đây là hàng bãi chứ không phải mấy con hàng mới đâu nhá. Đây tất cả là hàng bãi. Có 3 con 1231 nọc này, em nói luôn là nọc hàng bãi. Đấy, con này có làm được cả sân khấu lớn và dùng gia đình, cực kỳ là ok, nọc DBX1231. Đấy, có 3 con duy nhất, tất cả nhìn thấy nó đẹp xuất sắc như này. Đẹp xuất sắc, bao zin, tất cả sẽ bảo hành 6 tháng, kể cả em thanh lý hay là giảm giá. Và giá là giá sốc cho bác nào nhanh tay 1.900.000 một con. 1.900.000 một con nọc DBX1231 này. Chỉ 1.900.000 một con thôi, em bao ship nhá, nhanh tay nhá. Có 3 con duy nhất cho ba bác nào nhanh tay, 1.900.000 một con. Được chưa? Đấy, 1.900.000. Các bác theo dõi video cho kênh Đặng Tín Audio Simonai nhá. Các bác ủng hộ em cho Simonai đi nhá. Các bác thấy em hãy để lại cho bên Đặng Tín Audio Simonai và nhấn đăng ký kênh đỏ cho em đi, cho Simonai để em lấy động lực bán giá tốt cho các bác nhá. Hãy lại cho Simonai nhá. 3 con duy nhất 1.900.000 một con, hàng bãi xịn DBX1231, lọc bãi xịn nhá. Hàng em bao zin bao đẹp, có nhìn này. Về độ đẹp của nó các bác thể nhìn thấy này. Và giá những con này trên thị trường thấp nhất có mua phải 2.400.000 trở lên. Có mua thấp nhất phải 2.400.000 đến 2.800.000 một con này, nhưng ngày hôm nay bán có chỉ 1.900.000. 1.900.000 thôi. Được chưa? Nó sẽ có xem qua rùa gam một chút luôn. Đây, con này chạy hai nguồn rồi. Nào đến 1231 là chạy hai nguồn rồi và chạy hai vỉ nhá. Đấy, chạy hai vỉ. Ok chưa? Cái nào DBX này không phải lạ lẫm gì. Đây đằng sau nó đây. Đằng sau nó có tín hiệu đồ vào đồ ra, sử dụng ra calon nó 6 ly thì mua hàng mình đã biết rồi, tặng đầy đủ giấy xác nhận các bác, hàng là hàng bao zin. Tất cả hàng bên em là hàng bao zin và bao đẹp qua như này. Đấy, chỉ 1.900.000 một con thôi. Thực sự là giá cực kỳ tốt cho bác làm nhanh tay nhá, có 3 con duy nhất. Đấy, em sẽ test qua luôn. Đây sẽ chia làm hai kênh, các giải tần 20 đến 20k, giải bát, giải trung, giải tép, được chưa? Còn đây là lớn lũ to nhỏ này. Được chưa? EQ nghĩa là bài bát, nghĩa là qua lọc không qua lọc thì bắt buộc cái này phải nhả ra nhá thì con lọc tác dụng. Nếu là loa thì bác làm mà nhiều bát, bác ấn vào đây để cắt tần vợ tần số bát đi. Đấy, đây chọn bát, chọn tép này. Cực kỳ hay luôn nhá. Chỉ 1.900.000 một con em bao ship. Con lọc này có làm được cả sân khấu sự kiện luôn và bác dùng gia đình nhá. Và đem nhắc lại đây là hàng bãi. Em xả giảm giá thanh lý có 1.900.000 một con cho bác làm nhanh tay. Đây, sẽ test chất âm thực tế luôn. Các bác hãy vui vẻ để lại bên Đặng Tín Audio Simonai nhá. Hãy để lại bên Đặng Tín Audio Simonai lấy động lực em bán giá tiếp tục những giá tốt cho các bác. Hay là cho Simonai và nhấn đăng ký kênh đỏ cho em nhá. 3 con duy nhất 1.900.000 một con. Đây, test luôn chất âm bác nghe nhá. Giờ không cho qua lọc này. Đây là không qua lọc này, bác nghe tiếng nó trùng hẳn chưa? Đây không qua lọc, bây giờ sẽ cho qua lọc nhá. Bác nghe chất âm này. Khác biệt rất nhiều luôn. Cực kỳ hay. Đối lọc bãi này, vì mình tăng tép này không đẩy hiện tượng xé này, em tăng tép bác nghe này, tiếng rất là sáng nha. Chỉ 1.900.000 thôi.
Vâng, nghe chưa con Lộc? BVX 121 nha, cực kỳ hay, giá xả thân ý 1.900.000 một con. 1.900.000 một con em bao ship. Mọi chi mua hàng hiện số điện thoại 0916 9578. Bây giờ qua nhá.